nhật kim anh nhập viện ở mỹ vì kiệt sức bị tai biến nhẹ theo lịch trình vài ngày trước nhật kim anh đã có mặt tại mỹ để tham gia các chuyến lưu diễn tại xứ cờ hoa tuy nhiên tại đây nữ ca sĩ đã gặp sự cố về sức khỏe phải nhập viện nhật kim anh được một người thân đưa vào bệnh viện trong tình trạng phân nửa cơ thể bị tê cứng không thể cử động qua thăm khám, bác sĩ cho biết Nhật Kim Anh kỳ sức do hoạt động quá nhiều. Những triệu chứng của cô như tệ cứng nửa người, sân mặt, méo miệng là những triệu chứng của tai biến nhẹ. Sau khi chăm cứu và điều trị, Nhật Kim Anh đã dần hồi phục, miệng không còn méo, nhưng khuôn mặt vẫn còn sân. Hiện tại, nữ ca sĩ có thể cử động lại như bình thường. Nhật Kim Anh đã xin bác sĩ xuất viện khi sức khỏe tiến triển tích cực. Cô đã đặt vé máy bay để trở về Việt Nam và buộc phải hủy nhiều show diễn tại Mỹ. Nữ ca sĩ cũng vô cùng tiếc nuối và cảm thấy có lỗi với khán giả, nhưng tình trạng sức khỏe quá kém không thể xoay sở được. Trước khi sang Mỹ lưu diễn, Nhật Kim Anh đã được người hâm mộ bí mật tổ chức sinh nhật. Vì quá cảm động, nữ ca sĩ đã khóc liên tục dù đây là một kỷ niệm vui.